Kính thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong những ngày vừa qua thì mưa lũ tại các tỉnh đã khiến nhiều người chết và hàng loạt tuyến đường, nhà ở bị sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng. Tại tỉnh Lào Cai, trận mưa lớn xảy ra ngày 7 tháng 8 gây sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, làm chết một người và hư hại nhiều tài sản của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương 18 vị trí, lớn nhất là tại km 8+100 tỉnh lộ 152, khiến giao thông qua đây bị chia cắt hoàn toàn. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp. Tại tỉnh Điện Biên, ước tính thiệt hại là hơn 10 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 7 tháng 8, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có 8 người chết, 3 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến 24 ngôi nhà sập, 128 nhà bị hư hỏng ảnh hưởng. Về giao thông, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tuyến tỉnh lộ, giao thông địa phương cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó quốc lộ 279D, quốc lộ 32, địa bàn Sơn La, Yên Bái đến nay vẫn chưa thông xe. Tại tỉnh Đắk Nông, mưa lũ đã khiến 6 nhà trên địa bàn bị hư hại, 16 hộ dân di rời khỏi khu vực sụt lún, sạt lở đất. Đặc biệt hiện tình trạng sạt lở hồ chứa Đắk Nờ Tinh vẫn tiếp diễn, huyện Đắk Cờ Long phải di rời 34 hộ vùng nguy hiểm ở Hạ Du đến nơi an toàn. Trận mưa lớn trong ngày 7 tháng 8 ở Lào Cai đã khiến cho một người chết, một người mất tích, 104 căn nhà và nhiều công trình bị ảnh hưởng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích và đồng thời triển khai công tác khắc phục hậu quả. Tai nạn bất ngờ xảy ra khi đất đá từ ta luy dương phía sau sạt lở gây sập đổ căn nhà của một người dân tại thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, khiến một cháu nhỏ 5 tuổi tử vong. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, bố trí nơi ở tạm cho gia đình tại nhà văn hóa, đồng thời khẩn trương di rời 5 hộ trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, trận mưa ngày 7 tháng 8 đã khiến 104 nhà bị ảnh hưởng, 200 hecta lúa và hecta hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lũ kéo dài từ chiều ngày 5 tháng 8 đã gây thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng, làm cho 2 người chết, 81 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn, quốc lộ 32 hơn 100 điểm sạt tả luy dương. Mưa lũ cũng làm cho nhiều nơi bị cô lập và hiện công tác cứu trợ khẩn cấp đang được địa phương triển khai. Sau hơn 30 phút đi xe máy hơn 20 km và gần 2 giờ đồng hồ đi bộ mới có thể tiếp cận được xã Hồ 4, nơi mà cơn lũ tối ngày 5 tháng 8 làm ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước mắt là những đống ngổn ngang, những hộ gia đình tan hoang, chỉ còn trơ lại những màn tường, những xe máy bị vùi lấp. Ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân xã là hàng nghìn khối đất đá và gỗ. Cơn lũ đã đi qua, để lại hậu quả cho nhiều hộ gia đình và cả khối tài sản tích cóp cả đời đã trôi theo dòng lũ dữ. Lúc đấy mình nhìn thấy từng người một có nghĩa điểm danh được từng người một leo lên thì mình cảm thấy thất vọng nhưng mà cũng cảm thấy may mắn. Cảm thấy biết ơn vì cả nhà vẫn được đoàn tụ và không phải tìm một người chỗ này một người chỗ kia. Hồ 4 là xã bị thiệt hại nặng nề nhất, cả xã có 20 nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, với 94 nhân khẩu, 100 nhà bị sập từ 50 đến 80%, 20 con trâu bò chết và mất tích, 6 ô tô bị cuốn trôi và vùi lấp, 70 xe máy chưa được tìm thấy, 1 người mất tích nghi do lũ cuốn, toàn bộ tầng 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị vùi lấp cùng nhiều trang thiết bị máy móc, hệ thống đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Trường mầm non, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở bị thiệt hại nặng nề. Dãy nhà cho bệnh nhân trạm y tế bị lũ cuốn trôi, toàn bộ trang thiết bị, thuốc y tế bị vùi lấp. Đã huy động một tổ lực lượng để đi tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Còn lại thì huy động các ngành để chúng ta khắc phục hậu quả thiên tai, tức là bằng cách là vận động các hộ gia đình để khắc phục những cái tuyến đường và các cơ sở vật chất như trụ sở cũng như các nhà trường, y tế. Đã thành lập 3 cái tổ công tác xuống 3 xã, trọng tâm là Hồ 4, rồi Khao Mang và Lao Trải, cùng huy động máy móc phương tiện để khơi thông cái tuyến đường để vào đến xã. Thứ hai nữa là rà soát toàn bộ những cái thiệt hại trên địa bàn của từng xã, bố trí ăn ở cho các hộ dân bị sập trôi tại các nhà văn hóa cộng đồng cũng như là các cái nhà hộ dân anh em trong thôn bản.
Để bảo đảm cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương và cử lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn và theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, đồng thời duy trì công tác trực 24/24 giờ. Chính quyền sẽ ưu tiên khắc phục thiệt hại tại các trường học để bảo đảm an toàn cho năm học mới sắp đến gần. Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông vừa có báo cáo gửi tỉnh Đắk Nông và Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông về việc phát hiện dòng chảy ngầm dưới điểm sụt lún đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa. Qua khảo sát toàn bộ khu vực đường sạt trượt, tại làn đường gom có vết nứt lún dài khoảng 40m, điểm sâu nhất là 4,5m. Các vết nứt khác có chiều dài khoảng từ 100m, rộng từ 30 cho đến 40cm và sâu khoảng hơn 1m. Đặc biệt, khu vực này xuất hiện một lỗ rỗng đất đã sụt lộ thiên, có nước chảy ngang qua theo hướng từ núi đá sang vị trí sạt lở. Đường kính lỗ rỗng khoảng 1,5m, sâu khoảng 3,5m so với mặt đường. Tại phần đường chính, các vệt nứt có chiều dài khoảng 110m. Ngoài ra, tại phần nền đất trong vỉa hè khu vực mái ta luy âm cũng thấy rõ các vết nứt sụt đất. Nếu tình trạng mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt trượt trên diện rộng hơn là rất cao.